Cựu chiến binh Thái Lan cúi đầu thừa nhận đặc công Việt Nam là chùm Đông Nam Á khiến cộng đồng mạng Thái hoang mang nghi ngờ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, nếu có ai đó hỏi rằng trên thế giới quân đội nước nào là mạnh nhất, mình sẽ không dám trả lời. Nhưng nếu ai đó hỏi, có đội quân nào dám đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, Pháp sợ hãi, Nhật cuốn gói bỏ chạy, Trung Quốc tá hỏa mà quay xe? Không chỉ riêng mình đâu, mà có lẽ là cả thế giới đều sẽ đồng loạt gọi tên Việt Nam. Vậy nhờ vào năng lực đặc biệt nào mà quân đội nước ta làm được những kỳ tích kinh thiên động địa như vậy? Mới đây, có một cựu chiến binh người Thái Lan từng chiến đấu ở Việt Nam đã chút ruột chút gan nói ra lý do Việt Nam đánh thắng các cường quốc. Lời chia sẻ của vị cựu chiến binh này đã khiến netizen Thái Lan bị sốc. Vì những định kiến về Việt Nam, người Thái không chấp nhận bị thua kém. Vậy rốt cuộc cựu chiến binh Thái Lan đã nói gì và netizen đã phản ứng trái chiều ra sao? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé! Chuyện là mới đây, mình đã bắt gặp một bài phỏng vấn khá thú vị do một kênh YouTube của người Thái Lan đăng tải. Trong video này là lời chia sẻ của một cựu chiến binh tên là Chotifong Rakeil. Cựu ông này từng tham chiến tại chiến tranh Việt Nam, hay nói cách khác là một người lính đánh thuê từng đến Việt Nam đối đầu với đội quân của chúng ta. Trong video, ông cựu chiến binh này đã để lại câu chuyện khó tin. Cụ thể, ông ấy từng đến miền Nam Việt Nam chiến đấu sau một trận đối đầu với nhóm đặc công của Việt Nam tấn công vào trại lính của ông ta. Ông ấy đã may mắn thoát chết khi mặt đối mặt với một đặc công Việt Nam trong thế bị động, nhưng những người bạn của ông ta thì không được tốt số như vậy. Dù đơn vị của ông ta bị thiệt hại nặng, nhưng ông ấy không tỏ ra căm hơn mà chính ông cũng phải thừa nhận sự tài tình của những người lính của đối phương với toàn những lời khen có cánh. Trong một giây phút xúc động, ông ấy đã phải thốt lên rằng đặc công Việt Nam là nỗi ám ảnh suốt đời tôi, đừng ai dại dột mà khiêu chiến với Việt Nam. Có lẽ là chính những lời khen được tuôn ra từ miệng của đối thủ mới chính là sự công nhận khách quan nhất các bạn nhỉ. Cho nên ở dưới phần bình luận của video đã có rất nhiều dân mạng Thái Lan để lại ý kiến của họ. Không biết là lần này các bạn Thái Lan sẽ gật đầu mà thừa nhận sức mạnh của nước ta hay là sẽ tiếp tục vạch lá tìm sâu đây. Sau đây là phần đọc bình luận, các bạn hãy cùng nghe với mình nhé. Đặc công Việt Nam rất giỏi đấm bốc. Nếu chiến đấu với một nhóm lính Việt Nam thì một mình lính đặc công có thể đấu tới 6 lính Mỹ. Sợ Nhật, sợ Mỹ chứ ai lại sợ Việt Nam làm gì, nên nhớ Việt Nam từng bại trận dưới tay kiểm lâm Thái Lan. Đặc công Việt Nam, nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong thế kỷ 20, những bộ trang phục không bắt mắt nhưng lại rất tàn bạo, đừng xem thường. Chuyện có thật là lính Mỹ chết, 50 vạn người bị thương, hàng trăm nghìn người phải rút khỏi Việt Nam chứ không phải là vì thương hại Việt Nam. Có thật là như vậy, tôi không dám tin tưởng. Có đúng là đội quân Việt Nam này đã dùng chất kích thích khi chiến đấu không? Tôi từng nghe trên TV nói rằng các cựu chiến binh của đơn vị này xác nhận rằng họ đang sử dụng chất kích thích. Anh ta chơi thuốc phiện, morphine, đầu óc anh ta mất trí, bù lại khả năng chiến đấu rất cao và mạnh mẽ hơn những người tỉnh táo. Làm tốt lắm, Việt Nam có thể xử lý được nước Mỹ, nhưng có vẻ như nó đã thua đội quân ma quái ở tại bang Thông Chai của Thái Lan. Mỗi lần gặp nhau đều thua, căn cứ đã được kiểm lâm Thái Lan chiếm lại và lính Việt đã thua kiểm lâm Thái Lan. Khi quân Việt Nam xâm chiếm biên giới Thái Lan, họ sẽ ngủ vào ban ngày và sẽ xâm chiếm vào ban đêm hoặc khi trời mưa, bởi vì nó sẽ che đi âm thanh chuyển động. Bọn họ có thể cúi mình dưới chiếc áo mưa, an toàn trước hàng phòng thủ của chúng ta mà chúng ta không thể nhìn thấy. Vào ban đêm, lính Việt Nam tấn công bằng cách ném lựu đạn hoặc bắn RPG và đặt mìn xung quanh ở nơi ẩn náu. Để ngăn chúng ta tấn công, lính Việt Nam mang theo những gói morphine, lính Việt Nam dễ dàng trốn thoát chỉ để lại vết máu. Không thể tìm thấy thi thể bởi vì anh ta tiêm morphine, do đó có thể trốn thoát. Các bạn ạ, vừa rồi chúng ta đã cùng đọc một vài những comment của người Thái bên dưới video phỏng vấn vị cựu chiến binh. Vâng, và có thể thấy rằng, nói về chiến tranh thì sự hiểu biết của Việt Nam như một người già, còn Thái Lan thì chỉ như một đứa trẻ. Người Thái không hiểu biết gì về đặc công Việt Nam. Người Thái ngây thơ cho rằng họ đã đánh bại đặc công Việt Nam bằng kiểm lâm, thật khiến người Việt Nam chúng tôi nghe xong phải bật cười. Chắc người Thái đã quên đi nỗi đau đằm đào. Không thấy bạn Thái Lan nào nhắc đến mấy lần mà đặc công Việt Nam thâm nhập sân bay của Mỹ bên Thái Lan phá hủy hàng chục máy bay và kho đạn nhỉ? Hay trong trận chiến mà Việt Nam hỗ trợ Lào đánh Thái Lan trong xung đột biên giới Lào-Thái? Bên Thái thương vong vài trăm, buộc phải rút lui, Lào bị thương mất hơn 100 người, còn Việt Nam thì không thương vong một binh một tốt nào luôn. Có vẻ như Thái Lan hồi đó bưng bít thông tin quá kỹ, nên sự thật bị giấu nhẹm đi chẳng ai hay. Hay thậm chí đã từng có một cựu chiến binh Mỹ tâm sự rằng ở Việt Nam nếu trong núi cao rừng rậm gặp một người cởi trần, tóc tai thì bù xù, chân không giày không dép thì bạn phải hết sức chú ý đừng khinh suất. Nếu không khi bạn quay đầu đi bạn sẽ bị ăn ngay một viên đạn từ phía sau hoặc là bị một nhát dao găm. Họ là những con tắc kè rừng rậm khiến người ta sợ hãi. Họ là ai? Chính xác, đó chính là những người lính đặc công Việt Nam có vai dài thân rộng, lì lợm như hàng rào thép khiến quân đội cả thế giới phải kính nể mấy thế kỷ qua.
Ấy thế mà các anh bạn Thái lại dám mạnh miệng chế bai, đánh giá về đặc công của Việt Nam. Mà nói gì thì nói, đến như người Việt Nam không phải ai cũng biết tiêu chuẩn của binh chủng đặc công Việt Nam. Nói gì đến mấy thanh niên bàn phím Thái Lan, đặc công Việt Nam có ý chí nghị lực, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, thông minh, mình đồng, ra sắt, có lòng nhân ái và có lý tưởng cao đẹp. Tiêu chuẩn tuyển chọn và tiêu chuẩn đào tạo của đặc công, nhất là đặc công người nhái Việt Nam rất cao. Thời gian rèn luyện có thể trải dài đến hàng chục năm tại ngũ. Lúc sinh thời, đại tướng Võ Nguyên Giáp có câu: đánh xong trận này ba đời Thái Lan còn sợ cơ mà. Bởi thế khi nhiều bạn Thái Lan chế giễu nói rằng Việt Nam dùng chất kích thích mới chiến thắng, rồi Việt Nam thua kiểm lâm Thái Lan, nhiều netizen Việt Nam đã vào bình luận ngay bên dưới video khiến người Thái quay xe không kịp. Xin chào từ Việt Nam, năm 2005 tôi đi lính, nghe mấy sĩ quan chỉ huy bảo, hồi lính Thái qua Việt Nam đánh thuê, mỗi khi nghe đặc công là vứt súng chạy tụt quân. Quân đội Thái Lan nghe thấy đặc công là đã sợ vỡ mật, chứ làm gì có chuyện là thua kiểm lâm của họ. Các bạn Thái Lan ngây thơ quá. Tinh thần chiến đấu quyết tử của đặc công Việt Nam được tôi luyện trong quá trình huấn luyện. Họ không dùng morphine để tăng khả năng chiến đấu, họ chỉ dùng khi bị thương. Indo thì nói dạy Việt Nam du kích, Thái Lan thì kêu Việt Nam khiếp sợ kiểm lâm Thái Lan. Thái Lan làm tôi cười đến cả đau bụng. Thật tuyệt vời khi ngày nay, nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã có những hiểu biết khá sâu rộng khi nói về đặc công Việt Nam. Cũng dễ hiểu thôi, ngày nay mạng xã hội phát triển, những hình ảnh và video về đặc công Việt Nam nhan nhản khắp nơi ấy mà. Chẳng hạn như mới đây, đoạn clip ghi lại những sĩ quan không quân tương lai đang được huấn luyện với những bài tập nhìn thôi đã muốn stress đã khiến dân mạng quốc tế mấy fan trầm trồ. Nhiều cô nàng bình thường hay xem phim, thích ngắm các anh diễn viên đẹp trai này cũng mạnh dạn đổi gu, thừa nhận các anh quân nhân chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Theo đó, bên cạnh vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn, những chiến sĩ còn sở hữu cả những kỹ năng chuyên môn, sức bền đáng nể phục, đi trên thủy tinh, lao mình qua vòng lửa, lặn sâu dưới nước hàng giờ đồng hồ, chỉ có thể là đặc công Việt Nam. Thôi thì dù các bạn Thái Lan có cố gắng dìm hàng đến thế nào đi nữa, đặc công Việt Nam vẫn mãi giữ vững vị thế đáng gờm như hiện tại. Đó là nỗi sợ của thế giới, nhưng dường như lại là niềm tự hào của triệu người dân Việt Nam. Hiếm có một dân tộc nào mà hình ảnh người lính lại được toàn dân coi đó là một hình mẫu của con người trong thời đại mới, để hết lòng tin yêu, quý trọng như dân tộc Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, chúng ta nhìn về quá khứ là để rút ra những bài học quý giá cho chính mình. Hy vọng rằng trong tương lai, quân đội Việt Nam ta sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những gì đang có, để rồi bất kỳ người nước ngoài nào khi nhắc đến cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ và đề phục. Các bạn có những cảm nhận gì sau khi xem video này? Hãy bình luận bên dưới nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.